Chào mừng bạn đã đến với kênh YouTube của La Academy by Chen Phong Group. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn 3 mẹo để có thể xây dựng help desk một cách hiệu quả nhất ha. Thì đầu tiên, đó là việc mà mình sẽ cho phép các cái người dùng đánh giá các cái FAQ. Thì mình có thể truy cập một FAQ feedback. Đây, thì ở đây thì mỗi khi mà một FAQ được trả lời đi thì chúng ta có thể cho phép người dùng đánh giá xem là cái FAQ này hữu ích hay là không hữu ích, và trong trường hợp không hữu ích thì có thể là nguyên nhân do đâu. Ở đây thì mình có thể thiết lập được các cái nguyên nhân trước ha. Và sau khi mà mình đã thiết lập được các cái FAQ feedback rồi thì mình có thể truy cập vào mục report. Ở đây thì mình có thể xem được các cái thông số để xem là FAQ của mình hiện tại có đang hoạt động hiệu quả hay không. Ví dụ như là user query, nghĩa là số lượng cái câu hỏi mà người dùng đặt ra trước khi người ta click vào một FAQ bất kỳ. Nghĩa là ví dụ như là khi mà người dùng truy cập vào helpdesk đi và gõ các câu hỏi này liên tục, và trước khi mà người dùng click vào bất kỳ một cái FAQ nào thì người ta sẽ tính được cái số user query này. Thứ hai là về FAQ hit rate. Thì FAQ hit rate nó sẽ liên quan đến cái hiệu quả của hệ thống FAQ. Ví dụ như là cái user query là 100 và trong đó 40 câu hỏi thì được tìm thấy ít nhất một lần liên quan đến FAQ chẳng hạn, thì cái tỷ lệ sẽ là 40%. Và ngoài ra còn có các cái vấn đề liên quan đến total FAQ, nghĩa là tổng số FAQ hiện tại đang có và tổng số new FAQ được cộng thêm trong cái khoảng thời gian này. Cách thứ hai là mình có thể thêm các cái similar question, nghĩa là các cái câu hỏi liên quan. Ví dụ như là khi mà các bạn thiết lập một cái câu hỏi đi thì các bạn sẽ cần phải thiết lập thêm các cái similar question. Thì khi mà mình thiết lập nhiều cái similar question á thì nó sẽ đồng thời giúp cho cái tăng cái tỷ lệ FAQ nó hiển thị. Ví dụ là khi mà mình chỉ set một cái liên quan đến làm thế nào để xin nghỉ phép đi thì mình có thể thiết lập thêm nhiều cái câu hỏi trùng với câu hỏi này, để khi mà người dùng gõ các cái cụm từ khác và nó gần giống như thế này, hệ thống cũng có thể là gợi ý được. Và cách cuối cùng là mình có thể xem thông qua cái thông số là bot resolution rate. Thì các bạn có thể xem ở đây là bot resolution rate, ở đây nó đang thể hiện là 55.56%. thì đây là cái tỷ lệ mà một cái ticket khi được mở thì có bao nhiêu ticket thì được xử lý thông qua bot và FAQ. Thì cái tỷ lệ này dưới 60% được đánh giá sẽ là thấp, từ 60 đến 80% sẽ là trung bình và trên 80% sẽ là hiệu quả. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể tăng cái bot resolution rate này lên trên 80%? Thì từ đó các bạn sẽ cần phải lên kế hoạch để mà tối ưu và cải thiện các cái câu hỏi cũng như là các cái phần câu trả lời mặc định. Và đó là tất tật về cách để có thể là xây dựng helpdesk hiệu quả với ba mẹo trên. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi, đừng quên nhấn like và đăng ký để cập nhật các video về Vlog mới nhất.